Sao 3, một thiết bị âm thanh mang hơi hướng hiện đại, thiết kế nhìn sang trọng và cực kỳ phù hợp góc setup TV ở phòng khách của anh em. Đây là bộ loa Sao 3 của LG với tên đầy đủ là Sao 3 S75Q. Bật mí nhỏ là sếp Gà mua em này về á để tăng trải nghiệm xem TV với lại là chơi game á. Nhưng mà cũng là bù đầu bù cổ, đúng thời gian trải nghiệm. Thôi, tôi trải nghiệm rồi cho nên tôi sẽ là người review và chia sẻ kỹ hơn về em Sao 3 S75Q này của LG nhá. Về thiết kế của em Sao 3 này, về thiết kế thì các loa Sao 3 thường sẽ có một kiểu đặc trưng như thế này: một thanh loa dài, một loa siêu trầm cùng với khả năng kết nối với các hệ thống loa xung quanh nếu có để tạo hệ thống âm thanh vòm. Ngoài ra em này cũng sở hữu một màu đen mà mình rất thích luôn. Phần kim loại nhám ở mặt trên của S75Q cho mình cảm giác sờ rất đã và mát tay. Tuy nhiên bề mặt nếu anh em mà để cả vật gì đó vào làm trầy thì trông nó sẽ rất là xấu đó. Phần mặt trên cũng sẽ có các phím cảm ứng gồm nút nguồn, hai nút tăng giảm âm lượng, chọn nguồn input và Bluetooth pairing, và phần thông tin thao tác sẽ hiện thị ngay màn hình LED nằm mặt trước S75Q luôn. Cuối cùng là mặt sau với các cổng kết nối như là optical này, USB-A nếu anh em có sẵn playlist nhạc trên USB và đầu in-out của HDMI. À, về em loa siêu trầm này, có phần mặt trước được bọc vải mềm nên anh em cẩn thận trong lúc di chuyển, có khả năng làm rách, hoặc anh em có nuôi động vật cũng nên chú ý về vấn đề lông động vật bám vào phần mặt trước của em subwoofer này nhá. Còn về phần kết nối thì em này sẽ tự động kết nối với thanh loa không dây, cực kỳ đơn giản. Nói về hệ thống loa của S75Q á thì em này có kênh âm thanh 3.1.2 gồm 3 loa vệ tinh xung quanh bề mặt loa, một loa subwoofer siêu trầm á và 2 loa đánh trần để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm. Còn về chất âm thực tế mà em này mang lại, mình đã trải nghiệm khi mà chơi game, xem phim hoặc là nghe nhạc á, ở chế độ mặc định không tinh chỉnh một cái gì, chỉ cắm nguồn vào và mở lên nghe, thì S75Q rất đáng để đầu tư vì có chất âm được cân bằng khá tốt, tái tạo lại các chất âm nhạc cụ và vocal rõ ràng. Kết hợp với loa âm trầm, phần bass của em này mình đánh giá cũng rất là ổn. Âm bass nghe ấm, trong trẻo và thể hiện tốt lực bass trong các nội dung âm thanh như là chơi game, xem phim hoặc là nghe nhạc. Phần dải âm giữa khá cân bằng, tái tạo các chi tiết âm thanh giọng nói và vocal rõ ràng. Bản thân thanh Sao 3 là 160W, kết hợp với loa siêu trầm 220W nữa, một lượng công suất vừa đủ để anh em cảm nhận được phần âm trầm được làm nổi bật bởi cụm loa này. Tuy nhiên, max volume của em này cảm giác hơi nén và đôi khi bị méo tiếng nữa. Với những trải nghiệm mình có, mình nghĩ anh em không nên đặt em này vào không gian quá nhỏ và kín, cảm giác sẽ bị nén và lồng ngực sẽ khá là khó chịu. LG Sao 3 S75Q cũng có hỗ trợ âm thanh vòm. Tuy nhiên là âm thanh vòm của em này không quá rõ ràng đâu, bởi vì tất cả đều dựa vào hai loa đánh trần để cố tạo ra âm thanh surround thôi. Trong khi với âm thanh 4.1 hoặc 5.1 thì các loa vệ tinh sẽ được đặt xung quanh trước, sau, trái, phải để có một trải nghiệm âm thanh vòm chân thật hơn. Tuy nhiên về mặt công nghệ âm thanh bên trong thì S75Q lại tương thích rất tốt với các nội dung Dolby Atmos, Dolby Vision hay là DTS:X để có một trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo về tính năng, S75Q cũng có các EQ âm thanh khác nhau, bao gồm AI Sound Pro, tiêu chuẩn Bass Blast, Cinema, Sport, Game, Clear Voice và Music, dễ dàng hơn cho anh em điều chỉnh âm thanh dựa vào nội dung mà anh em đang nghe. Đặc biệt AI Sound Pro là chế độ tự động tối ưu âm thanh dựa vào nội dung mà anh em đang xem, hay chế độ Music hợp tác với công nghệ âm thanh Meridian. Ngoài ra anh em cũng có cái chế độ điều chỉnh âm thanh cho loa âm trầm nè, điều chỉnh bass, treble và loa đánh trần theo ý thích của mình. Tiếc là em này không có AI Room Calibration, hiệu chuẩn âm thanh dựa vào không gian phòng, một tính năng rất là hay nằm trên cái dòng Sao 3 xịn sò hơn của LG và để thuận tiện cho việc điều khiển. Đương nhiên ngoài việc khi anh em kết nối Sao 3 này với TV LG, anh em sẽ sử dụng chung với chiếc remote của TV luôn, thì anh em cũng có thể tải app LG Sao 3 dành riêng cho các Sao 3 của LG nữa. Anh em sẽ có giao diện nhìn trực quan hơn như check kết nối với thanh loa hay là loa âm trầm, lựa chọn EQ phù hợp, điều chỉnh âm lượng chung, điều chỉnh âm thanh riêng cho loa sub, loa giữa và loa đánh trần. Chức năng night time cũng làm giảm cường độ âm thanh vào đêm tối, nhưng mình cảm giác sự thay đổi này là không đáng kể. Trong tầm giá chỉ từ 5 đến 6 củ, thậm chí có chỗ mình thấy còn 4 củ nữa cơ. Có xứng đáng để đầu tư hay không? Anh em nhớ để lại comment cho mình biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel KZ. Mình là Công. Hẹn gặp mọi người sau. Bye bye.